Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Với việc khởi tố bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam 10 cán bộ là cựu bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, cựu bí thư tỉnh ủy, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là những cán bộ diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý. Khởi tố, bắt tạm giam bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Ông Dương Văn Thái bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ Thuận An. Trước đó ngày 26 tháng 4 năm 2024, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15. Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Liên quan đến vụ hậu pháo, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Khởi tố bắt tạm giam Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phạm Hoàng Anh, khởi tố bắt tạm giam ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng liên quan tới vụ hậu pháo tại Quảng Ngãi, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, khởi tố bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, khởi tố bắt tạm giam ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, công ty bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Liên quan đến dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ngày 6 tháng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình xác nhận, đơn vị đã ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Theo đó, để nắm tình hình phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư ra soát, thống kê các dự án, dự toán mua sắm, gói thầu có sự tham gia của hai nhà thầu nêu trên tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng. Trước đó, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô đã thông tin về tiến độ điều tra các đại án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An. Ông Sô cho biết, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với kỳ họp vào tháng trước. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Đối với vụ công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can. Bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thủ tục tố tụng được tiến hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2024. Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, vụ này trong quá trình điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2014 Đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên doanh tham gia và trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt trong 2 năm 2022, 2023, tập đoàn phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỷ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau Covid-19. Đây là chương trình đặc biệt của chính phủ theo Trung tướng Tô Ân Sô, đến nay các bị can như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết và một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Qua vụ án này, cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm vụ án kể trên thì trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được khoan hồng. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương chỉ đạo, Đồng chí Tổng Bí thư đã có những lời khen ngợi đối với lực lượng công an quyết tâm, quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 254 bị can liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ba trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Trong vụ án, bị can Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021, bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, bị truy tố về tội nhận hối lộ. 253 bị can khác bị truy tố trong nhóm 11 tội danh, gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tham ô tài sản. Theo cáo trạng, các bị can nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, buông lỏng quản lý đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chia tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam, các chi cục, trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cả nước với số tiền lớn trong quá trình duyệt cấp mã số thành lập các trung tâm đăng kiểm tư nhân, thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới, đăng kiểm định kỳ phương tiện cơ giới đường bộ và thủy nội địa. Trong đó, có thời gian làm Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021. Bị can Trần Kỳ Hình nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm sau đó bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm, kiểm định phương tiện, thẩm định hồ sơ thiết kế. Trần Kỳ Hình đã nhận tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Tương tự, trong thời gian lên làm cục trưởng thay Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà đã để xảy ra tiêu cực có hệ thống trên địa bàn cả nước trong thời gian dài. Cơ quan điều tra xác định Tổng số tiền nhận hối lộ của Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó Đặng Việt Hà hưởng lợi số tiền gần 9 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ. Tiếp nhận chủ trương chỉ đạo của cấp trên, các bị can thuộc phòng kiểm định xe cơ giới, phòng VAR, phòng tàu sông, phòng VR đã nhận tiền hối lộ từ các trung tâm, chi cục đăng kiểm để bỏ qua các lỗi, thiếu sót về pháp lý, điều kiện hoạt động, đầu tư, mua sắm, nhân sự khi thẩm duyệt hồ sơ xin thành lập và tạo điều kiện trong quá trình hoạt động của các trung tâm, chi cục đăng kiểm trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế nghiệm thu cải tạo xe cơ giới các bị can còn nhận hối lộ từ các công ty thiết kế phương tiện cải tạo để cấp thẩm định đạt dù có nhiều hồ sơ không đủ điều kiện từ đó một số trung tâm đăng kiểm không đủ điều kiện nhân lực đã thực hiện hành vi giả mạo trong công tác lập khống danh sách đăng kiểm viên giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên hoặc đóng giả đăng kiểm viên không thực tế làm việc tại trung tâm đăng kiểm một số nơi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa các thông số kỹ thuật đối với phương tiện cơ giới đường bộ để can thiệp chỉnh sửa kết quả kiểm định như khí thải phanh đèn của xe cơ giới các sai phạm có hệ thống xuyên suốt xảy ra trong một thời gian dài đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước